Chào quý vị và các bạn đến với những tình tiết mới nhất của bộ phim Hương vị tình thân. Hương vị tình thân tập 36. Trà Xanh yêu cầu Thi rời xa Huy. Trong khi Nam và Long đang rất hạnh phúc thì mối quan hệ giữa Thi và Huy vô cùng căng thẳng. Ở Hương vị tình thân phần 2 tập 35, Thi còn đi tiếp khách đến tận khuya và không về nhà. Cô bị người khác chụp ảnh rồi gửi cho Huy. Thấy vợ ngày càng lạnh nhạt với mình, đồng thời nhớ lại những gì Thi đã nói trong lúc xanh, Huy càng chắc chắn cô vẫn còn rất nặng tình với Phi. Sang đến tập 36, trong trailer vừa được nhà sản xuất tung ra, khán giả tiếp tục chứng kiến sóng gió đến với cặp đôi này. Người mang đến rắc rối không ai khác chính là Trà Xanh Dương, nhân viên cũ ở quán của Huy. Theo đó, Thi và Dương đã có cuộc tranh cãi gay gắt. Thi hỏi thẳng Tiểu Tam, nếu anh ấy nghèo thì cô có bám theo không? Đồng thời, Thi khẳng định Huy yêu cô vô điều kiện, yêu cầu Dương nên tôn trọng tình cảm vợ chồng mình. Thế nhưng, Dương lại chẳng phải dạng vừa đâu. Em gái mưa, lớn tiếng chỉ trích Thi, không thấu hiểu, cảm thông với chồng và yêu cầu Thi hãy từ bỏ, buông tha cho Huy. Và Trà Xanh nào cũng giọng điệu như thế. Các chị, các mẹ đã rất sôi máu khi chứng kiến một Tiểu Tam level mới khi yêu kêu chính thức buông tha chồng để mình nhảy vào. Dù nhiều người không thích tính cách của Thi, nhưng với sự việc này phần lớn đều bênh vực cho cô. Nhiều bình luận còn đề nghị Thi hãy hóa thành mi sói xử Dương hoặc xô xuống hồ giống bà Xuân. Ôi giời, Trà Xanh thế này thì đạt một phát xuống hồ đi, đã xấu còn nói chuyện ngu hỏng, chỉ tay chỉ chân các thứ, đúng là thứ Trà Xanh đã xấu còn thích đóng vai ác. Cho em Trà Xanh xuống hồ tắm cho mát đi. Trà Xanh mà như thế này, xin phép bác đạo diễn biên kịch cho Thi bớt lăn minh đi. Đừng đánh xót nữa mà đánh luôn Trà Xanh. Chính thất còn chưa xuống mà Trà Xanh đã ngồi lên đầu rồi. Trà Xanh nó hiện nguyên hình rồi các bác ơi. Chị mi sói bóp cổ, tóc lật hàm nó cho em. Văn của mấy đứa Tuesday thường là vậy á, lại còn chỉ tay vô mặt nữa. Nhìn Thi tự dưng bật lên câu, mày nghĩ mày đủ trình chơi với tao á? Xong bóp cổ, Trà Xanh nhìn đã muốn vã sấp mặt rồi. Bác đạo diễn mà cho nó với Huy thành đôi thì ạ à, bác luôn ạ. Trà Xanh lên level mới, kêu chính thất buông tha chồng người ta để mình nhảy vào thấu hiểu cảm thông. Trần đời Tiểu Tam lại đi thách ngược chính thất. Ôi, cái cô Trà Xanh này, kiểu Huy được bao nhiêu, hiểu Huy được bao nhiêu mà lên mặt chỉ trỏ chính thất như nấp gầm giường nhà người ta. Nhìn người ta từ lúc lọt lòng tới giờ thế nhỉ. Tao mà là chị Thi, tao tát cho lệch mặt ranh con tí tuổi. Trà Xanh này giống Trà Xanh phim 30 chưa phải là hết đấy. Làm như thấu hiểu thấu chồng người ta lắm.